Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì buổi họp báo quý 2 năm 2022 nhằm thông tin và trao đổi với các cơ quan báo chí về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và những vấn đề được dư luận quan tâm trên địa bàn thành phố. Trước khi diễn ra buổi họp báo, 10 cá nhân tập thể báo chí trên địa bàn thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống COVID-19 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã thông tin tình hình công tác báo chí quý 2 năm 2022. Theo đó, trong quý 2, các cơ quan báo chí thành phố đã tuyên truyền đậm nét về chủ đề năm 2022, năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, cùng với các cơ quan báo chí địa phương. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đã tích cực hỗ trợ công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách, sự kiện lớn của thành phố Đà Nẵng. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về một số vấn đề được dư luận quan tâm như việc ồ ạt xin tách thửa đất nông nghiệp, tình hình xử lý các dự án treo trên địa bàn thành phố, việc hỗ trợ doanh nghiệp sau đại dịch COVID-19, tiến độ xây dựng nhà máy nước Hòa Liên, bình ổn giá thị trường sau khi xăng dầu hạ nhiệt. Đối với điểm nóng môi trường tại bãi rác Khánh Sơn, đại diện Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã có giải đáp tại buổi họp báo. Đối với khu vực xử lý bãi rác Khánh Sơn, hiện tại thì về hạ tầng thì đảm bảo xử lý rác thải đến năm 2025. Về hai nhà máy xử lý chất thải rắn, nhà máy 650 tấn và nhà máy 1.000 tấn. Thì đối với nhà máy 650 tấn thì hiện nay đang đôn đốc nhà đầu tư để đảm bảo khởi công trong quý 4 năm 2022. Đối với nhà máy 1.000 tấn thì đã thực hiện đăng tải các cái thông tin để các nhà đầu tư quan tâm để mà cải tiến các cái công nghệ trong cái việc xử lý rác. Các cơ quan báo chí cũng đặt nhiều câu hỏi và nhận được các câu trả lời liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội như thiếu trang thiết bị y tế, xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi tốt nghiệp. Đặc biệt là phương án xử lý sau vụ việc 34 du khách đến từ Quảng Ninh phải nhập viện điều trị các triệu chứng nghi bị ngộ độc tập thể. Bước đầu thì chúng tôi đã thanh tra kiểm tra toàn diện hai cái cơ sở mà có trong cái lời khai của các du khách về cái câu hỏi làm gì để chúng ta chấm dứt cái ngộ độc an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm. Thì giải pháp trước mắt thì như chúng tôi cũng đã trình bày, một là truyền thông liên tiếp một bước, hai là thanh kiểm tra để tạo sức lan tỏa và ba là sự tham gia đồng hành của người tiêu dùng. Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đánh giá cao sự ủng hộ, đồng hành và tiếng nói phản biện của các cơ quan báo chí trong thời gian qua, kịp thời thông tin chủ trương của thành phố đến người dân. Thì tất cả những cái nội dung thì tất cả các sở ngành đã có cái trao đổi giải trình để những cái lĩnh vực mà các anh chị em báo chí phóng viên quan tâm, và những cái nội dung mà hôm nay không có lãnh đạo của sở dự và trả lời trực tiếp thì đề nghị các đơn vị có văn bản trả lời chính thức là. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp, đồng hành để thành phố hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022.